Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Và nếu thấy thông tin hữu ích thì cho mình một cái like, nhấn đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn nhé. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Kính thưa quý vị, nói về vấn đề vụ án bên Thiền Am bên bờ vũ trụ thì tất cả những người trong Thiền Am nói chung cũng họ cũng cảm thấy hoang mang. Sau khi mà tòa đã tuyên án rồi phải không quý vị ha? Bây giờ ngày xưa là tỉnh thất Bồng Lai và bây giờ là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Thật ra tôi thì thích cái chữ tỉnh thất Bồng Lai hơn, tại vì họ tu tại nhà. Tu tại nhà thì là tỉnh thất. Và họ, nếu mà các bạn hiểu á, tu tại nhà thì không cần xin phép giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại vì tôi tu tại nhà thôi, tôi quyền, đó là quyền tín ngưỡng. Và mặc áo nâu sòng là quyền tự do. Bạn có thể cạo trọc đầu, bạn có thể mặc áo nâu sòng, bạn có thể tu tập chính bản thân của mình theo Phật giáo hay là Khổng Tử giáo hay là bất cứ gì đó, tu tại gia thôi. Vâng, bây giờ hôm nay mình chỉ muốn chia sẻ lại những cái gì mà theo ý nghĩ thô thiển của mình thôi nha. Vâng, thì tất cả chúng ta thì ai cũng biết rằng là hội đồng xét xử đã tuyên phạt là bị cáo Lê Tùng Vân, là thầy ông nội 90 tuổi, là 5 năm tù. Các bị cáo khác là Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi, Lê Thanh Hoàng Nguyên 30 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi, cùng mức án là 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên 24 tuổi là 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Cao Thị Cúc 62 tuổi 3 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định dưới sự chỉ đạo điều hành của bị cáo Lê Tùng Vân, điểm tu tại nhà của hộ gia đình Cao Thị Cúc phát triển thành tỉnh thất Bồng Lai rồi đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ đã đưa những hình ảnh, thông tin không đúng sự thật, vi phạm pháp luật. Trong đó, ông Lê Tùng Vân có vai trò tổ chức chỉ đạo các bị cáo khác như Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên, Trùng Dương, Nhị Nguyên, Cao Thị Cúc quản lý sử dụng đăng tải trên kênh YouTube. Bị cáo Lê Tùng Vân còn chỉ đạo các bị cáo khác quay clip dựng rồi chính bị cáo duyệt để đăng trên trang mạng xã hội. Bị cáo Lê Tùng Vân cũng là người trực tiếp tham gia phạm tội. Tôi nghĩ rằng theo các bạn nghĩ sao là ông thầy thầy ông nội ông Lê Tùng Vân là người chỉ đạo hết cho mấy người kia không? Họ đã tìm ra được cái 5 video clip mà có phạm nội quy của nhà nước Việt Nam. Thứ nhất họ dựa vào cái tội giống như là bà Nguyễn Phương Hằng nha, là quy chụp rằng là vào cái tội mà xâm phạm lợi ích, lợi dụng quyền tự do để xâm phạm lợi ích của nhà nước cũng như tổ chức cá nhân. Mà trong đó thì có một lá đơn kiện của một người cũng đi tu, chân tu nữa, đó là ông thầy ông Thích Nhật Từ. Và cái tội của họ là họ đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đã vu khống cũng như nhục mạ công an ở Long An. Và hai cái điều này là cái cơ sở mà để hội đồng xét xử ra cái hình phạt một người là bao năm tù. Cái phải nói thật sự quý vị nha, nếu mà ở bên Mỹ này á mà ông tòa xét xử mà nói rằng là lợi dụng quyền tự do xâm phạm lợi ích của nhà nước, nó rất là mơ hồ quý vị. Tại vì quý vị có thể dán cho người ta cái tội nào cũng được chứ nghe. Nó không rõ ràng xâm phạm lợi ích, quyền lợi ích của nhà nước và tổ chức cá nhân. Khi rằng ông Lê Tùng Vân không đồng ý với những gì mà ông Thích Nhật Từ nói và làm, và ông Lê Tùng Vân chưa bao giờ đề cập tới ba chữ Thích Nhật Từ nha. Nghe thì chúng ta hiểu, chúng ta biết, nhưng ông ta không bao giờ đề cập tới, cũng như làm YouTube mà chúng ta không đề cập tới cái tên người đó, chúng ta chỉ nói gì thôi, hoặc là chúng ta nói gì X hoặc là S gì thôi, thì không có cái gì mà phạm tội hết, không quý vị.
Nhưng theo tôi nghĩ nha, ý kiến thô thiển của tôi thôi, thì mỗi người chúng ta có cái quyền phát biểu ý kiến của mình. Thích Nhật Từ đã là người đi tu, khoác áo nâu sòng. Thì mình là người đi tu rồi, tại sao mình đi làm đơn kiện một người đi tu tại gia? Nói gì thì nói, có người thì cũng nói rằng là thầy hơi bị sân si một chút xíu, thầy cũng vẫn còn chưa giác ngộ hết. Thấy cái gì ngộ ngộ mà giác không à? Cái điểm này thì đó là ý kiến của từng mỗi người. Ở nơi đây thì tôi chỉ nói rằng là mình đã là người đi tu rồi thì mình có nên đi kiện người ta không ta? Nhiều khi Chúa còn nói rằng ai đánh mình bên trái đưa bên phải cho người ta đánh luôn mà. Ông phải nhất là những ông bậc chân tu á, nhiều khi chửi nhục mạ người ta cũng không nói một lời nào nha. Người ta ngoảnh mặt người ta bỏ đi. Và trong Phật giáo có nói câu, nếu mà ai chửi mình, ai lăng nhục mình không nhận, có nghĩa là người ta nhận về. Phải không quý vị? Đó là cái điểm. Và tôi thấy tội cho năm chú tiểu. Cái quan trọng cái video này, clip này mà tôi muốn nói lên là tội nhất là năm chú tiểu. Và bây giờ là có chú tiểu thứ 6 cũng lanh lợi, cũng khôn ngoan và ăn nói rất là chừng mực lễ phép. Xem những clip của các cháu, các chú tiểu, mình thấy nó không khỏi xót xa và thương các bé rất nhiều. Trong những ngày tháng mà các thầy của các bé bị tạm giam thì các bé hoang mang lắm. Học tập thì chúng ta cũng biết, dĩ nhiên là không bằng nếu mà có những thầy ở đó chăm sóc, không quý vị ha. Và bây giờ nếu mà mấy thầy đã ở tù thì ai là người chăm sóc những đứa bé này đây? Nhà nước chăm sóc hay là có hội đoàn nào sẽ chăm sóc cho các bé? Và những cái tiền kinh tế, cái tiền mà để chăm sóc các bé hàng ngày trong đó cũng còn nhiều người lắm mà, thì sẽ như thế nào? Nếu mà hội đồng xét xử phạt họ ở tù, và những người này là những, nếu tôi nói thật sự ha, là những lao động chính cho cái thiền am này, thì Tịnh Thất Bồng Lai này á, thì nếu mà họ đi tù thì ai sẽ là người cung cấp kinh tế, những bữa ăn cho các cháu bé và chăm sóc nếu lỡ mắt các cháu bị bệnh? Hội đồng xét xử có cái chăm sóc được hay không? Hay là cái bên Phật giáo của bên ông Thích Nhật Từ có chăm sóc được bên đây hay không? Trước đó thì quý vị cũng đã hiểu rằng ở nơi đây tôi không quy chụp nha. Chúng ta coi lại những cái video đi. Chúng ta coi lại tất cả đi. Chúng ta thấy rằng lúc trước ông Thích Nhật Từ cũng đã tuyên bố dõng dạc rằng Tịnh Thất Bồng Lai có loạn luân. Và báo chí trong nước, một số báo và công an ở Long An cũng nói rằng có loạn luân ở trong đó. Và họ đã dẫn dắt câu chuyện và họ đã dẫn dắt dư luận cũng như người dân, và làm cho sự bức xúc trong lòng của người dân là Tịnh Thất Bồng Lai đã có sự loạn luân trong đó. Cũng như những lần đó họ ập vô tìm kiếm cô Diễm My gì đó, tìm không được, họ cưỡng luôn cả 300 triệu của người ta, rồi họ dùng một cái vật gì cứng ném một người thầy trong đó trước mặt. Nhưng mà cái tội của họ bị đi tù và cái tội xâm nhập gia can của hợp pháp người ta và đánh đập người, hành hung người ta, tội rất nhẹ. Có sự bao che không quý vị? Có sự bao che không? Tự trong lòng của quý vị trả lời nha. Nếu mà một người nào đến cái chỗ của ông Thích Nhật Từ mà làm chuyện đó đi, thì quý vị sẽ nghĩ rằng sẽ đi tù bao lâu? Chúng ta nghĩ ngược lại như vậy đó. Và họ có rồi sao một lần nữa họ diễn cớ rằng vì Covid-19 cho nên tách rời thầy và các cháu ra, và họ đã từng đi lấy DNA rồi. Cuối cùng họ phát giác gì? Không có gì hết. Không có ai là cùng huyết thống cho đến thời điểm này luôn. Và cũng họ cũng ghép vào cái tội nữa là tội lừa gạt.
ở người hải ngoại. Nhưng nếu quý vị nói là tội lừa gạt thì phải có nhân chứng. Tôi bị tỉnh thất bồng lai, thầy ông nội lừa gạt thì tôi sẽ là người làm đơn, sẽ đi kiện. Nhưng cho đến mãi đến giờ, cái tội đó được hội đồng xét xử và nhà nước đã bác bỏ cái vụ đó là không có tội cùng huyết thống, loạn lưng, và cũng không có cái tội lừa gạt. Tại vì không có nhân chứng, không có ai lên tiếng là đã bị lừa gạt. Là cái điểm thứ nhất. Và cho đến bây giờ, họ cũng không tìm ra được là những chú tiểu đó có cùng huyết thống, loạn lưng ở trong tỉnh thất Bồng Lai. Xin nói trước, tôi không bao giờ binh vực và cổ xí cho những tội phạm hay là những sự mà họ đã gây ra nếu mà họ là tội phạm. Nhưng thực tình là những báo chí đăng ngày xưa, rồi Nguyễn Sinh cũng có vào cuộc, thì nó cũng làm lung lay cho nhiều người lắm. Và nhất là người dân, tôi nói thiệt quý vị chứ, thì giờ ông thầy, ông nội hay những người trong đó có nhục mạ công an hay là có nói về ông Thích Nhật Từ như thế nào đó, người ta không quan tâm tới mấy. Những người sống trong đó, gần gần ở đó, người ta cũng không để ý tới đâu, không quan tâm tới đâu. Nhưng mà nếu mà nói về tội loạn luân thì lại người ta lại chú ý. À, xã hội nó lại là như vậy đó. Họ không chấp nhận những cái mà truyền thống của ông cha đã để lại cái tốt đẹp. Họ không chấp nhận được xã hội nó đi đến cái mức độ đó. Cho nên họ ghét, họ đã bị dẫn dắt dư luận, họ đã bị người ta nói hoài. Nhiều khi câu chuyện gì á, không sợ người thông minh mà chỉ sợ cái người gì thì chúng ta đủ hiểu rồi, phải không? Cứ nghe đi một điệp khúc hoài, rốt cuộc họ cũng tin tưởng. Nhưng mà tới bây giờ quý vị thấy báo chí không? Tạm đình quản hết. Tất cả báo chí đều đăng tạm đình quản tội loạn luân và tội lừa đảo. Vì hai cái tội này không có. Họ chỉ có 5 cái video là tội xâm phạm quyền lợi ích của nhà nước. Và cái tội nữa là cá nhân á, là ông thầy Thích Nhật Từ đó, ông Thích Nhật Từ kiện họ mà thôi. Nhưng trước đó thì ông Thích Nhật Từ cũng đã từng tặng bằng khen cho thầy ông nội và những thầy trong đó. Rồi sau này ông đâm đơn kiện người ta. Cũng như có một lần tôi nhớ hình như có luật sư Vũ hả? Mới đầu thì cũng là làm luật sư cho thân chủ, rồi sau đó quay ngược đầu tố lại thân chủ. Thường thường luật sư đó quý vị, ở bên Việt Nam mà tôi không biết chứ ở bên Mỹ này chắc ông đó, luật sư đó cũng dẹp luôn, không ai làm việc đâu. Thường thường mà quý vị đi kiện cho một thân chủ nào đó, giúp thân chủ đó để giải quan hay làm gì đó, rồi sau đó quý vị quay xe, quý vị tố giác người ta, kiện người ta lại, là cái như sự nghiệp của ông luật sư đi luôn. Tại vì sẽ không có một thân chủ nào tin tưởng để mướn ông luật sư này nữa. Vì ông đã trở mặt với thân chủ một lần. Một lần là cái như đủ là xong rồi. Đó. Thì ở nơi đây tôi quan tâm đến là mấy chú tiểu. Trong thời gian này các chú tiểu đã sống như thế nào. Và chúng ta cũng thấy rằng các chú tiểu sống trong cái tỉnh thất Bồng Lai sau này đổi qua là Thiền Am bên bờ vũ trụ, rất là ngoan trong những cái clip tam tạng thỉnh kinh, rồi các cháu đọc kinh phải nói rằng là tâm gì đó, yeah, kêu bằng là nhớ kinh nhớ bài rất là hay. Và khi mà diễn xuất trong video rất là tài giỏi và nhớ kịch bản rất là hay. Và cái diễn xuất mộc mạc đơn sơ của các cháu nhưng lại nó làm cho người ta rất thích thú với những trận cười nghi ngửa vì cái cách mà ngây ngô của tất cả các chú tiểu. Quý vị có đồng ý với tôi điểm này không? Nói gì thì nói, ở tỉnh thất Bồng Lai họ cũng dạy được những chú tiểu một cách đàng hoàng, có ăn, có học, biết lễ phép, biết cư xử với đời. Chẳng những vậy mà các chú tiểu học những cái bài kinh và giảng dạy cho người nghe
rất là hay. Nhiều khi chúng ta nghe kinh, phải nói thật sự là nghe kinh á, thì nó buồn ngủ lắm, nhàm chán lắm. Nhưng mà cái cách đọc kinh và cái cách sử dụng cái lối video của các thầy ở trong đó, rồi chỉ dạy, hướng dẫn cho các chú tiểu của chú tiểu bộc phát bằng cái khả năng của mình, thì chúng ta thấy rằng cái sự đọc kinh, cái giảng dạy đó, chúng ta cảm thấy nó không có nhàm chán, và chúng ta lại lắng nghe. Phải không quý vị ha? Chúng ta lắng nghe mà chúng ta nó đi vào tiềm thức chúng ta lúc nào cũng không hay biết. Ở nơi đây thì tôi cũng những cái clip video mà chúng ta coi về những chú tiểu, đó là cái điều quan tâm đến với tôi nhất. Còn cái vụ mà những thầy ông đó hoặc là thầy ông nội bị tuyên phạt, thì có người binh vực, có người thì thương yêu, xót xa, thiết tha. Đó là cái lòng người ở xã hội. Ngay cả ông thầy tu, bậc chân tu cũng có người thương và kẻ ghét. Ngay cả ông chúa cũng vậy nữa quý vị, không? Hay là các nhà lãnh đạo cũng vậy, cũng có người ghét, kẻ thương. Thì là làm sao mà chúng ta nói được? Cho nên dư luận thì cứ để cho hai bên, hai chiều, và chúng ta là những người nhận xét. Và muốn nói thì cứ nói lên những cái gì mà mình suy nghĩ. Ở Mỹ này đừng cái là các bạn rất tự do. Các bạn có thể chửi ông tổng thống ngay tại ngã tư, đem tên ông ra lôi chửi, cũng không ai nói gì các bạn. Cái đó quyền tự do của các bạn. Các bạn có thể lôi một bất cứ ông lãnh đạo nào của thành phố, hay là ông thầy bậc chân tu, hay là giáo sĩ, hay là mục sư nào. Quý vị không đồng ý, bức xúc quá quý vị cứ chửi ngay tại chùa hay nhà thờ, cũng không ai dám nói các bạn. Chỉ có người ta là nhìn bạn với cái ánh mắt không thiện cảm thôi. Nó là đơn giản như vậy, chứ không ai mà đơn đem thơ, đơn đi kiện, đi tụng như thế nào. Nhất là mình đã là bậc chân tu. Video clip này mình chỉ muốn nói lên là sự dạy dỗ khôn khéo và chăm sóc tận tình của Tỉnh Thất Bồng Lai dành cho các chú tiểu ở trong đó. Mà tôi đang quan ngại nhất là trong thời gian tới đây các cháu sẽ sống như thế nào, và cuộc sống của các cháu chắc sẽ bị nhiều thay đổi nếu không có người hướng dẫn đúng đắn. Không quý vị ha. Sợ các cháu càng ngày càng khôn lớn mà không có người dìu dắt đó, sẽ đi vào những con đường mà chúng ta cũng đã thấy rồi. Như những đứa trẻ mà đã từng bị mồ côi, bây giờ đây mồ côi thêm một lần nữa. Vì các bạn nên nhớ rằng nè, nhiều người cứ nói rằng loạn lưng trong đó. Nếu mà loạn lưng thì nhà nước đã kiểm tra và người ta biết rồi. Chỉ trong vòng 24 tiếng là người ta biết liền hết trơn liền rồi. Phải không? Thử đi đây là biết tất cả tất tần tật cái chân á. Ngay cả báo chí nhà nước bây giờ là quản lại hết những cái việc mà loạn lưng và lừa đảo, tại vì cái tội này không có. Rồi cũng có một lần khi mà vào trong Tỉnh Thất Bồng Lai để bắt Hoàng Nguyên Nhị Nguyên gì đó, thì nói rằng là có cái hầm bí mật và sẽ có Diễm My ở chỗ đó. Sẽ chắc chắn có người còn tuyên bố 100% là Diễm My, cô gái Diễm My ở chỗ đó. Nhưng cuối cùng có cái gì? Không có cái gì chứ. Báo chí cũng từng tuyên bố rằng là Diễm My ở đó mà. Báo chí cũng từng nói rằng họ cùng huyết thống nè, đi nơi này đầy đủ chứ nè, rồi cuối cùng không có nè. Và báo chí cũng từng nói, báo chí chỗ đó thôi nha, là những gì bên dịch chỗ đó đó, nói về lừa gạt nè, nhưng không có nhân chứng ra làm đơn thư kiện về vụ lừa gạt của Tỉnh Thất Bồng Lai. Thì quý vị nghĩ thế nào? Quý vị phải nói bằng cái công tâm mình nha, chứ không phải là tạt nước theo mưa hay là cuốn theo chiều gió. Không quý vị ha, mình đây mình nói là chứng minh đàng hoàng những tờ báo chính thống Việt Nam hiện giờ đăng những cái tin tức là như thế đó. Mình chỉ thấy có nhiều cái tội cũng là lạ. Cho nên đọc xong rồi mình cũng muốn chia sẻ với các bạn là như thế vậy thôi. Một người đi tu kiện một người đi tu, và nói về loạn lưng thì cuối cùng tìm không ra được, tất tần tật tìm không ra được gì hết. Nói là lừa đảo, nhưng mà cũng không có ai là nhân chứng đứng ra làm đơn kiện Tỉnh Thất Bồng Lai lừa đảo.
Chỉ có cái là tội là 5 cái video clip là có xâm phạm quyền lợi ích của nhà nước và cá nhân. Và cái điểm chính là họ nói rằng là Tỉnh Thất Bồng Lai là vu khống nhục mạ công an ở Long An và bị cái đơn kiện nói về cá nhân cái xâm phạm lợi ích cá nhân á, là Thích Nhật Từ ông đã kiện Tỉnh Thất Bồng Lai mà thôi. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ và xin hẹn lại tất cả quý vị trong một video clip lần sau. Xin chào và xin chúc cho tất cả các chú tiểu mau ăn chóng lớn và học tập tốt nữa chứ.